안녕하세요. 저는 더 30년간 살았던 한국인입니다. 나는 삼성의 팬입니다. Xin chào bạn, mình là một người Hàn Quốc đã sinh sống tại Việt Nam 30 năm rồi. Và hiện thì mình là một Sam fan và đang sở hữu một chiếc Galaxy S10 Plus. Và rất cảm ơn Samsung khi đã đem đến những điều tuyệt vời cho mình. Ví dụ như có một cô người yêu và một chiếc điện thoại rất là tốt. Và như các bạn thấy rằng là người Hàn Quốc cũng rất là yêu thích điện thoại Samsung đúng không? Bởi vì là họ là người Hàn Quốc thì họ ủng hộ hàng Hàn Quốc là đương nhiên rồi. Nhưng Việt Nam thì thương hiệu Samsung cũng được ưa chuộng bởi vì sao? Thứ nhất là thương hiệu mạnh mẽ rồi, đi đâu người ta cũng thấy quảng cáo Samsung các thứ tình nên rất nhiều người biết. Thứ hai, thiết kế Samsung hướng đến đối tượng trẻ rất là nhiều nên dễ được mọi người ưa chuộng, kiểu là nhiều màu sắc này, bóng bẩy này. Thứ ba là điện thoại Samsung thì có rất nhiều ưu đãi như quà tặng Galaxy Gift, được đi xem phim, được ăn uống miễn phí vân vân. Thế thì nhân dịp cuối năm này Samsung có một chương trình tri ân tại cửa hàng trực tuyến. Vậy thì mình sẽ chia sẻ nhanh các bạn một số deal các chương trình như mua các sản phẩm như Galaxy smartphone, thiết bị đồng hồ cũng như là vòng đeo tay của Galaxy mà mức giá cực kỳ tốt. Ok, ta bắt đầu video nha. Lâu lâu thì mới có một cái chương trình ưu đãi lớn thế này. Đầu tiên như mình nhìn lướt đó là Galaxy S10 Plus 128GB giá 16990 tặng tai nghe AKG N200. So với FD Shop vậy thế giới động thì giá là 22990 mà chỉ tặng fit hoặc là giảm qua quà tặng Galaxy từ 3 đến 5 triệu đồng. Ở đây giá tốt hơn một chút mà có quà tặng xịn hơn. Galaxy M30S giá 5490 và siêu pin 6000 mAh. Galaxy Buds thì giá chỉ là 2.245.000. Tốt hơn vài trăm nghìn cho đến tiền triệu so với một số đơn vị như Tiki, Hoàng Hà và Selfnet. Và Fit Air chỉ còn gần là 600.000, Watch Active là còn gần 3.700.000. Những mức giá này mình chỉ so sánh chính hãng, không nói đến hàng sách tay, các bạn lưu ý cho mình và hàng mới nha. Rồi, đáng chú ý nhất là có Galaxy S10 Plus đợt này là đang được tặng N200. Về cái con tai nghe AKG N200 này, mức giá thị trường là dao động từ 3 triệu cho đến hơn 3 triệu đồng. Và đây là một sản phẩm wireless có các chi tiết được hoàn thiện đa phần là từ kim loại cao cấp, mang đến cho ta một chiếc tai nghe có độ bền tốt hơn. Ở cái phần housing của nó thì sẽ có nam châm để các bạn thể hút lại đeo vào cổ này trong trường hợp mà chúng ta có không sử dụng thì tránh nó bị rơi. Và một cái điểm nữa là cái tai nghe này có sử dụng lên đến 8 tiếng mà có khả năng sạc nhanh. Tức nghĩa là các bạn sạc trong vòng 10 phút là sẽ có 1 giờ sử dụng để có thể nghe nhạc, khá là tuyệt vời. Sản phẩm tai nghe này dành cho bạn nào mà luyện tập thể dục, thể thao, dây của nó khá bền và chắc chắn. Sử dụng kết nối Bluetooth là 4.1. Về cơ bản thì mình chưa được dùng con tai nghe này, các bạn sẽ tìm hiểu thêm cái thông tin trên internet, mình chia sẻ nhanh về cái phần thiết kế một số cái thông tin của nó mà thôi. Đây là một món quà khá hay dành cho bạn nào muốn mua điện thoại Samsung nhân dịp này, mà mình sẽ để lại phần mô tả để các bạn xem quà tặng còn không nhá. Rồi, lưu ý cho mình là các bạn bấm vào link bên dưới thì các bạn phải xem cái lịch của nó, bởi vì lịch này thì các cái điện thoại sẽ có những cái chương trình cũng như là cái thời hạn là hoàn toàn là khác nhau, nó không có giống nhau và không phải lúc nào cũng có sẵn cho mọi người. Cái cuối là mình sẽ tặng các bạn 15 voucher 500k một cách như sau. Thứ nhất, bước 1 các bạn vào link chọn sản phẩm mình thấy ngon nhất. Thứ hai, comment tên sản phẩm vào phần ở dưới và lý do bạn thích cộng với email và số điện thoại. Và bọn mình sẽ chọn ngẫu nhiên 15 bạn để trao cho mọi người voucher 500.000 đồng này. Bên cạnh đấy thì khi mà các bạn tới trực tiếp cửa hàng Samsung ở 68 Bitexco, số 2 Hải Triều, quận 1, Hồ Chí Minh thì các bạn sẽ còn có voucher 300.000 đồng nữa cơ. Áp dụng trong chương trình ưu đãi sẽ có giá rất tốt. Lưu ý cho mình là hai voucher này không dùng với nhau. Và các bạn thấy rằng là với một số sản phẩm như Galaxy Buds này, hay các bạn mua đồng hồ thông minh rồi cũng như là thiết bị theo dõi sức khỏe thì mức giá của nó sẽ còn tốt hơn rất là nhiều nhờ những voucher, nên mình hy vọng các bạn sẽ nhận được những cái voucher may mắn này. Và qua video này thì các bạn thấy là năm vừa rồi các bạn đã có phải là Sam fan ủng hộ được bao nhiêu sản phẩm cho Samsung rồi. Các cái điều này thì mình thấy là diễn ra trong thời gian ngắn hạn để tri ân cho những bạn fan thôi, và nó đều ghi là sản phẩm này thì số lượng rất ít hoặc là sẽ không có nhiều cho mọi người, nên hy vọng anh em sẽ sớm mua được sản phẩm mình yêu thích. Hẹn lại các bạn các video lần sau. Ok.